Bí phẩm này mới chưa em. Ok, chào mọi các bạn, ta trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm với clip buffet, nhưng mà hôm nay mình sẽ qua cái ác phụ mình chơi. Ác phụ mình cũng mới lên chuyên nghiệp á chứ. Hồi lấy lại nick mình lấy là what the fuck. Hồi vừa mới lấy lại cái hồi chế server xong mình lấy lại, cái từ đó mình để đó luôn. Mình vô mình nhận súng thôi mình bỏ đi. Vì sau đó mình cũng ít chơi nữa. Nick thì cũng tầm thường thì cũng không có nhiều đồ lắm. Tao nghĩ có thằng xì níp ở trên đây. Vô. Lấy lúc trong đây coi. Cái này thì khá ngon. Ui, có thằng sniper, có thằng sniper. Ui, nữa hả? Nhiều vậy? Bắn cũng khá xa khi mà nhắm. Ui. Tự chứ không? Chỗ đó coi. Mình cái đít này mình không có mang cái mũ, không có mũ chống lay hay ý chạy chống lay gì đồ. Thứ nên chơi cũng hơi khó. Tại mấy cái phụ kiện rồi đồ, mấy cái giáp rồi đó mình mang bên kia nó quen rồi. Nên chỉ qua cái hạt phụ nó chỉ có mỗi cái vua chip thôi à. Cho nên nhiều lúc chơi cũng thấy hơi khó. Hôm nay cũng đâm vào luôn à. Cái cây what the fuck. Ấy, cái thằng sniper vào trong đi chứ. Thôi. Ghê gì. Có đồ chip nên nó giáp nó yếu. Vô nè. Mình thì không có thích. Thích chứ đi không ở chỗ đâu. Đi vòng vòng chết cũng được không sao. Trời ơi. Thằng... Ui, hết hồn. Ôi, hai thằng luôn. Ghê. Ghê. What the fuck. Full đàm, tới chịu chết. Ghê. 19. Ui, ui, ui. Cây này khá đẹp. Ôi ơi. Mém tí nữa tôi double kill rồi đó ông. Ôi, bắn xa ghê chứ. Anh thấy khẩu này nó ảo diệu lắm. Mình cũng hiểu sao lâu rồi không thấy ai xài. Trời đất ơi. Hết lúc đó mình nhấp mình chưa biết. Dạo này thấy nó hơi bị dìm xuống. Trời ơi, tính chỗ chứ bơm lên chính á. Ông này chắc cũng nít mà kiểu lặp lại chơi nè. What the fuck. Nó tội tôi chứ. What the fuck. Mình cứ nghĩ là pha đó không phải chết rồi chứ. Phủ này nhiều lúc nó cũng kỳ lắm cờ, lát đam lắm. Chết mày rồi. Ta biết tao phải bắn từ từ. Đừng. Trời. Thằng quỷ quá. À, còn. Mày hả? Trời ơi. Tí nữa kịp. Chết với tôi. Ôi ơi, mình quen cái phụ kiện cũ của mình bơm nhiều á. Quen cái phụ kiện cũ của mình là bơm nhiều. Thượng nít kim để bơm không à. Thôi.
Mẹ nó. Tao chọn chiếc bơm chính là chết hết rồi. Mẹ nó, ác vừa thôi chứ. Đúng ngay cái Scorpion. Kẻ nó cứ giữ trong top là được rồi. Mẹ ơi, nửa đêm. Sọt kinh trong đây nó thế. Không phải kiểu lâu lâu lát lắm cả. Gì vậy? Thôi. Thôi. Trời đất ơi. Rip một cũng canh trong đó nữa. Thua ông luôn á. Chưa chết. Trời đất mẹ ơi, lay. Bên kia là mình có mũ lay chứ mẹ, mình nhìn được cái con này mẹ mũ qua chip mình sợ thiệt. Ôi. Chỗ AS50 nè. Ơ, trong top hên quá. Mình vô sao á. May được cái súng ngon. Bạn thấy không? Nick này. Nick này lấy được cái skin đó hồi kỳ mà anh mua đền bù hay sao á, nó được mình cũng nhớ nữa. Một năm rồi. Nó đền bù lại cho cái skin đó đó. Chứ mới khó mặt thôi, nó bốn lách luôn rồi phải. Bốn lách đều có skin đó luôn. Tân binh trong top. Ghê thiệt. Cũng do cái súng nó khá là ngon. Cả đều của mình đúng 1.0 luôn. 22 chết 22 à. Thề 2. Mở được phụ kiện. Thôi, tại sao mở súng. Ông nhắm thì dởm. Cực hiếm. Hồi đó giờ mà chưa sửa nữa. Chó CSMG nè mẹ, đó giờ chưa sửa nữa. Ok, cho bạn vô coi nick này. Nick này thì được mỗi cây bên med. Mình thấy đa phần bên med. Nó sẽ hai cái sọt kinh là còn cây Sager Bump nữa nè. Nó có thêm cái skin cho mình đem yêu dấu luôn. Hồi kìa mình quay trên web ra đúng ngay sự kiện thằng skin á. Còn clip thì hầu như không có, có một cây AK. Lục thì có cây B26 skin này luôn ha. Được cái skin Asimo này luôn. Knai thì được cái liềm với lại cái băng này. Bơm thì cũng bình thường. Đồ thì cũng được nhận nhưng mà mình thì có cái sở thích kiểu như hơi quái đản. Cái mình siêu tầm bơm á. Bơm bao nhiêu tặng mình nó để đây mình không có sử dụng. Mình xài mấy cái nhiều nhiều thôi như này nè. En thì như cũng có nè, cái SMG nè. Đó cây 1B9 thì thôi. Hai cây. Cây thường với cây này mình được tặng. Nhà phát hành tặng á. Sniper thì không có. Cây này đang tặng có cái mũ kỳ Adip à. Hết. Nick này đang trắng thông tin nha. Thì nếu như mà xong clip rồi nè. Thì bạn nào mà thấy cái nick này có vẻ mà hợp với mấy bạn á, thì mấy bạn cứ để lại comment cho mình rồi inbox mình. Mình sẽ nói chuyện. Thường thì mình sẽ để cái, mình không có để Facebook. Cho nên nếu như bạn nào mà có coi được clip của mình mà cảm thấy cái ạc này á, thì có thể mua cho mình. Giáp thì cũng đầy đủ qua chip thôi. Full qua chip thôi à, chứ không có nhiều lắm đâu. Được mấy cái nón mà đổi mấy cái nón này kiểu là mèo thôi, đâu làm những gì đâu. Hết rồi. Ok thì clip của mình cũng tới đây thôi ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Và cũng nhớ nha, nếu mà bạn nào mà có hứng thú với cái ạc này á, thì có thể inbox mình nha. Giá cả thì thương lượng. Nói thương lượng thôi chứ mình nghĩ cũng từ 50 là tối đa, 50 tới 100. Đâu đó thôi chứ không có ít hơn nè. Ok, thì cảm ơn bạn đã xem nha. Bye bye.